Bậc thầy phát triển bản thân Jim Jones tiết lộ 4 bí kíp giúp mình thiết lập mục tiêu một cách thông minh. Xin chào anh chị, tôi là Quang Nam. Hiện tại Nam đang là một huấn luyện viên cuộc sống. Trong hơn 2 năm vừa qua, Nam cùng với các cộng sự của mình đã giúp cho hàng trăm anh chị có được sức khỏe, tiền tài và hạnh phúc. Trước đây, Nam đã từng rất loay hoay trong cuộc sống khi không biết rằng mình cần phải làm gì. Mình sẽ trở thành ai, trở thành con người như thế nào? Mình muốn đạt được những thành tựu gì trong cuộc đời này? Cho đến khi Nam biết được 4 bí kíp thiết lập mục tiêu thông minh của bậc thầy phát triển bản thân Jim Jones, thì Nam đã rất hạnh phúc và sung sướng vì có 2 ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Ngày đầu tiên, đó là ngày mà chúng ta sinh ra trên cuộc đời này. Và ngày thứ hai, đó là ngày mà bạn biết được rằng mình sẽ trở thành ai, tức là ngày mà bạn có được mục tiêu của mình. Và ngày hôm nay, Nam sẽ chia sẻ lại cho anh chị 4 bí kíp để thiết lập mục tiêu của bậc thầy Jim Jones. Và Nam chắc chắn rằng anh chị cũng sẽ thiết lập được mục tiêu cho cuộc đời mình. Bước đầu tiên, đó là anh chị hãy lập ra một danh sách tất cả những điều mà anh chị muốn thực hiện được, muốn đạt được trong vòng 10 năm tới thông qua các câu hỏi mà Nam sẽ hỏi anh chị sau đây. Bởi vì đôi khi câu hỏi mới là thứ có sức mạnh khiến bạn thay đổi chứ không phải là câu trả lời. Đâu là những điều mà anh chị muốn đạt được trong 10 năm tới? Có 3 yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, đó là sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Đầu tiên, anh chị hãy đặt ra mục tiêu về sức khỏe của mình, bởi vì sức khỏe là một mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời. Có một số người, họ tập trung rất nhiều thời gian cho công việc để tạo ra tài sản, nhưng đừng quên đi rằng sức khỏe chính là tài sản quan trọng nhất. Ví dụ anh chị muốn có một thân hình cân đối hơn chẳng hạn, hay là vóc dáng cân đối thon gọn hơn, chiều cao cân nặng của anh chị muốn đạt được là bao nhiêu, anh chị muốn có cơ thể tràn đầy năng lượng như thế nào. Mục tiêu thứ hai, đó là mục tiêu về mối quan hệ. Có thể một số anh chị sẽ đặt mục tiêu về lập gia đình, tìm cho mình một người bạn đời, hay là những người đối tác, những người đồng nghiệp, hay là những người bạn bè. Anh chị muốn kết giao với ai, muốn chơi với những người bạn như thế nào, anh chị hãy liệt kê ra. Và tiếp theo, đó là về sự nghiệp. Bạn sẽ đạt được điều gì trong vòng 10 năm tới? Trên hành trình đó, bạn sẽ giúp được bao nhiêu người? Hay bạn muốn sở hữu bao nhiêu tài sản, bao nhiêu tiền bạc? Đó là bước đầu tiên. Dựa trên các câu hỏi đó, anh chị hãy lập ra tất cả những danh sách, những điều anh chị muốn thực hiện được trong vòng 10 năm tới. Bí kíp thứ hai, đó là sau khi mà anh chị có được danh sách đó rồi, anh chị hãy viết ra những con số đằng sau những mục tiêu đó. Đó là số năm mà anh chị sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình. Có mục tiêu là 1 năm, 3 năm, có mục tiêu là 5 năm, 7 năm, hay cũng có mục tiêu là 10 năm. Bí kíp thứ ba, đây là một bí kíp cực kỳ quan trọng. Anh chị hãy xem lại danh sách những mục tiêu trong vòng 1 năm hay 2 năm. Mục tiêu nào là quan trọng nhất anh chị muốn hoàn thành? Và hãy viết ra 4 điều quan trọng nhất bạn muốn đạt được là gì? Và bước thứ 4, đó là hãy tìm ra lý do tại sao anh chị muốn đạt được mục tiêu này. Bởi vì khi mà chúng ta tìm được lý do đủ lớn thì chúng ta sẽ dễ dàng để đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ mục tiêu của anh chị là có một căn nhà cho riêng mình, thì anh chị hãy hỏi rằng đâu là lý do khiến mình phải đạt được căn nhà đó. Và đừng chỉ tập trung vào căn nhà, mà hãy tập trung vào ý nghĩa của căn nhà đó. Khi tôi có được căn nhà này thì tôi sẽ có một mái ấm cho vợ con tôi, cho cha mẹ tôi có một nơi sinh sống, hạnh phúc và yêu thương nhau. Ý nghĩa đó nó còn lớn hơn cả một căn nhà, đúng không ạ? Vậy thì anh chị hãy hỏi chính bản thân mình rằng đâu là lý do khiến mình phải đạt được điều này? Đây là 4 bí kíp để giúp cho anh chị thiết lập mục tiêu của cuộc đời mình. Bởi vì con người mà bạn trở thành quan trọng hơn rất nhiều những gì mà bạn đạt được. Điều quan trọng không phải những gì bạn có khiến bạn có giá trị, mà chính con người bạn trở thành khiến bạn trở nên giá trị.
Thông qua 4 bí kíp này, Nam rất mong anh chị sẽ tìm ra được ý nghĩa và sứ mệnh của cuộc đời mình. Nếu hiện tại anh chị chưa có một môi trường để mình học tập, rèn luyện những cái thói quen như thiết lập mục tiêu, kỷ luật, đọc sách hay là phát triển bản thân mỗi ngày, anh chị hãy tham gia vào nhóm học tập của Nam bằng cách comment phía dưới hoặc ấn vào tường của Nam để tham gia vào nhóm học tập. Nam sẽ đồng hành cùng với anh chị. Chúc anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc.